Dạ, Phi Hải Vlog xin được trân trọng kính chào quý vị khán giả, quý bà, cô chú, anh chị và các bạn. Xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Mong là quý vị khi mà có xem video, hãy ủng hộ cho kênh một lượt like, lượt đăng ký và để lại bình luận ở bên dưới. Hãy cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, thì hôm nay ngày 16 tây tháng 4, 2024, thì mở đầu cho video ngày hôm nay, hãy cũng muốn chia sẻ đến tất cả quý vị một cái hình ảnh rất đẹp và rất mới trong ngày hôm nay được khán giả và FC chia sẻ trong Hồ Văn Cường Fan Club. Thì đây là cái hình ảnh mà được cô Violet Art có chia sẻ trong Fan Club đó quý vị cách đây 3 tiếng trước. Thì hình ảnh mà tất cả khán giả mình đang xem được cô trích từ trong cái MV Cung Đàn Thương Nhớ, cái trang phục cổ trang khăn đóng đó quý vị được in chữ Hồ Văn Cường và những cái đóa hoa trên một cái hộp rất là đẹp. Và cô cũng đã tiết lộ cho khán giả chúng ta được biết nha quý vị, đây là một cái hộp quà của tất cả các cô các chị trong group Hồ Văn Cường chúng mình cùng hát, đã cùng nhau tạo nên một cái phần quà để mà chuẩn bị dành tặng cho Cường trong cái ngày 24 tháng 4 show Nhâm Nhi Guitar sắp tới đó quý vị. Thì trên cái hình ảnh tất cả cô chú anh chị khán giả mình cũng đang xem, khi mà mỗi lần Cường có những cái sự kiện, những cái show diễn đó, thì group của cô Hồ Văn Cường chúng mình cùng hát nói riêng và nhiều group khác nói chung hết quý vị, trên cái tinh thần là tự nguyện cùng nhau đồng hành, yêu mến, san sẻ một cái niềm vui và dành cho Hồ Văn Cường, dành cho idol của mình. Thì lần này cô cũng chia sẻ những khán giả, các cô, các chị đã dành một cái phần quà nho nhỏ cùng nhau tự nguyện để mà đóng góp tạo nên một cái hộp quà yêu thương mà lúc nãy chúng ta xem đó quý vị, để cô sẽ dành tặng cho Hồ Văn Cường trong cái sự kiện ngày 24 tháng 4. Thì quà cũng được chia sẻ là cập nhật đến thời điểm này nha quý vị, tức là đến hôm nay thôi. Còn đây tới ngày 24 thì còn hơn một tuần lễ nữa lận. Thì cái con số chắc chắn nó sẽ khác nữa ha quý vị. Nhưng mà cô cũng đã hé lộ trước để khán giả chúng ta có cái niềm vui đó quý vị, luôn đồng hành và ủng hộ, yêu mến chàng ca sĩ trẻ Hồ Văn Cường đó quý vị. Rất là ngưỡng mộ ha quý vị. Tình cảm của giúp cô nói chung và nhiều khán giả nói riêng, khi mỗi lần có sự kiện thì rất rất nhiều những cái phần quà để mà chuẩn bị chỉnh chu dành tặng cho Hồ Văn Cường. Rồi tiếp tục thì hãy cũng sẽ cập nhật cho khán giả của mình được biết về cái MV Cung Đàn Thương Nhớ đến thời điểm này nha quý vị. Khi mà hãy quay video này thì cũng khoảng tầm hơn 10 giờ quý vị, thì trên hình ảnh tất cả khán giả của mình cũng đang xem thời điểm này, thì MV Cung Đàn Thương Nhớ đã có hơn 745.000 lượt xem, là gần một phần 3 phần tư chứ hả quý vị, 3 phần tư cái đoạn đường triệu view rồi, chỉ còn có khoảng chừng 250 nữa thôi quý vị là cán mốc triệu view sau khi 9 ngày công chiếu. Và đến thời điểm này thì MV đã tụt xuống một hạng nha quý vị, đang nằm ở top 4 trending âm nhạc thịnh hành. Hôm qua thì vẫn còn đang nằm trong cái top 3 trending, mà phải nói là top 3 là một trong những cái top mà trụ lại rất là lâu trên bảng xếp hạng, bởi vì khi mà khán giả xem đó, rất là nhiều khán giả cô chú anh chị đã chia sẻ rất là nhiều trong các group, trên tường, trên các hội nhóm, thả cái đường link rất là nhiều, thì đó là một phần để mà giữ được cái đề xuất cho MV này trên trang chủ của YouTube. Hai nữa là nhiều cô chú anh chị, các mẹ, các ngoại đó luôn thức đêm để cày view, nghe trên nhiều thiết bị điện thoại, cứ sạc từ khóa Cung Đàn Thương Nhớ rồi nghe đi nghe lại, rồi laptop thì nghe trên nhiều cái trình duyệt, cho nên các mẹ các ngoại luôn cài liên tục, cho nên MV đến thời điểm này là đã hơn 700.000 lượt xem đó quý vị, và nằm trong top 4 cũng là một top cao chứ không phải là top thấp đâu quý vị. Sự cạnh tranh trên bảng xếp hạng mỗi ngày là mỗi thăng khác nhau đó quý vị, cho nên hiện tại đây cũng là cái thành quả mà nhiều khán giả và FC đã yêu mến cái ca khúc, cái MV Cung Đàn Thương Nhớ và tạo được một cái thành tích đặc biệt như thế này hả quý vị. Và hãy cũng rất là mong rằng thời điểm này khán giả chúng ta cũng tiếp tục nha quý vị, cũng tập trung tinh thần cao độ, cũng cùng nhau tập trung đoàn kết lại một lần nữa, liên tục nghe và cài view và chia sẻ cho cái MV Cung Đàn Thương Nhớ này. Chúng ta tạm gác qua những chuyện bên ngoài hết quý vị, chỉ tập trung duy nhất cho MV Cung Đàn Thương Nhớ để giúp cho MV này nhanh chóng đạt triệu view và trụ được cái top cao, càng lâu thì càng tốt nha quý vị. Tiếp theo thì hãy cũng xin chia sẻ một cái thông tin vui nữa, một cái sự kiện mới của Hồ Văn Cường trong tháng 4 này, mà hôm qua
À, trên trang cá nhân thì bác Ba Ngọc Sơn cũng có chia sẻ, thì hôm nay nhiều khán giả cũng đã chia sẻ trong fan club. Bây giờ mời quý vị cùng nghe một cái đoạn chia sẻ từ bác Ba trên trang Ngọc Sơn nha quý vị. Hỗ trợ sẵn sàng để gặp được bà con bình dân vui lắm, mà thương quý lắm cả nhà ơi, thương lắm nha. 30 tháng 4 hát với con Hồ Văn Cường nha. Ở thành phố Hồ Chí Minh, Cường hát rất hay và bây giờ rất là tuyệt vời, giọng rất ấm, rất mềm mại và trưởng thành rất là nhiều hơn nữa. Thì tất cả những gì đã xảy ra trước đó, mọi cái cuộc sống đều là những thử thách trong có làm cho con người mình đẹp thêm thôi, không có gì xấu hết. Ngọc Sơn thấy cái gì cũng đẹp hết á, tất cả mọi lời chê trách chê bai hoặc là những cái lời khen của mình cho mình đốt đốt tinh thần, hoặc những ai chưa hiểu mình hiểu lầm thì mình giải thích một tí cho biết. Nhưng lòng Ngọc Sơn từ lúc nào cũng thương đại gia đình và trân quý tất cả những mọi điều xảy ra. Cảm ơn tất cả và xin hẹn gặp lại sau. Tấm thân nhỏ bé xin cảm ơn đại gia đình nhiều lắm nha, thương lắm nha. Và tất cả khán giả chúng ta cũng vừa nghe qua lời chia sẻ từ bác Ba đó quý vị. Bác Ba cũng hé lộ cho khán giả chúng ta được biết là 30 tháng 4 thì bác Ba sẽ cùng với Cường có một cái chương trình diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà bác cũng chưa có chia sẻ cụ thể cái địa điểm, cái thông tin cụ thể chính thức cho chúng ta được biết hay chứ quý vị. Nhưng mà quan trọng là chúng ta cũng được biết là trong tháng 4 này, ngoài sự kiện 24 tháng 4 chương trình Nhâm Nhi Guitar, ngay ngày lễ lớn 30 tháng 4, Cường tiếp tục có một cái sự kiện nữa ở tại thành phố Hồ Chí Minh ha quý vị. Chúng ta chỉ có cùng chờ đợi thôi, chờ cái thông tin chính thức từ ban tổ chức, từ bác Ba sẽ chia sẻ cụ thể là ở đâu rồi bán vé để mà khán giả chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành trong cái sự kiện tháng 4 nữa ha quý vị. Như vậy thì trong cái tháng 4 này Cường có hai cái sự kiện ha quý vị. Trước tiên đó là cái sự kiện chương trình Nhâm Nhi Guitar tại thành phố Hồ Chí Minh, phường Đa Cao của quận Nhất đó. Thì khán giả của mình nếu mà ai chưa có mua vé thì chúng ta nhanh tay nha quý vị, liên hệ để mà đặt cho mình một cái chiếc vé thật là sớm. Tại vì trong cái chương trình này có một cái tiết mục, một cái ca khúc mới mà được nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường đã tiết lộ hết quý vị, cho nên cái show này khán giả chúng ta nên tranh thủ đến để mà thưởng thức cái ca khúc mới này hết quý vị. Rồi sau nữa là đợi cái thông tin chính thức cụ thể địa điểm ngày giờ bán vé cho cái show 30 tháng 4 mà lúc nãy bác Ba Ngọc Sơn có chia sẻ đó, để khán giả chúng ta đặt vé chúng ta ủng hộ nha quý vị. Rồi kế nữa là cái sự kiện diễn ra vào ngày 30 tháng 5 của Mây Sài Gòn tại nhà hát Thanh Niên. Thì hôm trước cũng đã có thông tin cụ thể là bán vé đầy đủ online, hoặc là khán giả mình cũng có thể liên hệ trực tiếp chị Hồng Phước Đặng để mà chúng ta mua cho mình một cái chiếc vé trong cái sự kiện tại nhà hát Thanh Niên này nha quý vị. Rồi sau cùng nữa là một cái sự kiện diễn ra tại Đà Lạt vào ngày 8 tháng 6, thì show này sẽ được bán vé sau sự kiện 24 tháng 4. Như vậy thì sắp tới đây khán giả cũng như là FC sẽ có rất rất nhiều những cái sự kiện liên tục mà Hồ Văn Cường sẽ dành cho khán giả chúng ta đó quý vị. Và quan trọng nhất vẫn là khán giả và FC trong thời gian này giữ tinh thần, giữ sức khỏe, tập trung cao độ hơn quý vị, để mà đồng hành quẩy hết mình trong những cái sự kiện cùng với Hồ Văn Cường và cả nhà FC Xanh Đột Chuối. Hãy cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị khán giả đã dành thời gian và xem video đến thời điểm này. Hãy kính chúc cho tất cả quý vị luôn được mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin cho phép hãy được dừng video tại đây. Nếu có thông tin nào mới, hãy sẽ cập nhật để mà chia sẻ đến tất cả quý vị. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà ở một cái video sau ạ. À.